Cánh cây chọc ra cho ông sao cho ban nhân thêm đáy hiệu quả tám mô hình sân pan đông tim ao mà đến xiết thang cháu bay mà nấy ven là đôi đoàn hung thánh phú thọ đá bay cao cháu hân cục nà tận dung cháu ăn tâm cháu ăn na đầm hồ mấy ao mà đấy lai sen hồng lan lão đeo cột tằm sân pa ao mà đấy sen thang hơn. Cháu bay mà nấy về bọc mẹ bọc hồ mấy ao mà đấy lai sen về nả rộng nấy màn rộng đen trúng nên cháu lan rộng bắn tham xa vân đôn đá chuyển đuôi cả cột tằm sưng ta làn thao lê thị hải yến xe là hộ bay đâu dậu đây bán hay ná thao sưng pa đấy khoảng chọc bay nấy tầng lần bay thong xin lên xếp thơi hấm hoi bậc diện tích chi ọc cục thong ăn tăm sưng pa có diện tích là khoảng thong hecta đeo sưng pa thao đã có máy múc mà cốt tằm cục hàn tằm kiên cố làn thao thường sưng pa chép pa trôi rô phi pa chấm về áp dụng khoa học kỹ thuật sau máy móc thiết bị hiện đại nên việc sưng pa hung lan thao yến mấy tốn lai len cục vịt dắt bay mô hình sưng pa nấy hai ốc cháu phơi đá xếp há lần ngơi xếp tấn pa cháu loại trừ cháu khoản chi phí xèn ao ma xe đấy thong bạc lần thong bạc há xếp mần so con tâm hồ còn nấy giữ thang hơn lai gia đình tôi chuyển đổi sang nuôi cá cách đây được khoảng chục năm rồi ạ và thấy chuyển cả mô hình sừng pa nấy sư thêm hiệu quả thang hơn lai so nhờ con nuôi cá thì đâm hô còn nấy gia đình cũng mày xèn đều sừng lực tộc thầy hơn, con cái là học hành tốt còn nấy cả Anna nấy là cháu Anna chúng khén đuôi dắt phân cọc là đâm hô dắt vụ mấy đấy lai hô cộc chủ trương chuyển đổi cơ cấu cả bọc tú cốt sừng làn báo hoang văn sang hần cao lan dậu bán dắt sơ vân đôn đã đăng ký có ủy ban nhân dân sơ thầu thọi diện tích nát chúng đeo cột tằm sưng pa kết hợp con sưng pet mai lay đeo cục đáy mô hình báo sang đã tham gia cho lớp tập huấn ma sưng pa do sơ hoi ọc tham quan tọc lại mô hình sưng pa dậu đời sạo nọc ven đeo mấy kiến thức áp dụng viết cục kênh hông lan lào nhờ chiều hó sau hám tóc mà tầm sưng pa ông lan báo luôn hay đán lộc lên chết tấn pa giật bầy lộc nấy tầm sưng pa ông lan báo hoang văn sang sưng pa chấm pa chép pa trôi kem lân an toàn phòng chống bệnh dịch đời nên pa xì đầy kênh trung binh giật bầy mô hình sưng pa kết hợp con sưng bệt mây lạnh ông lan báo ao mà đấy khoảng thong băng mơn câu xe nhân cháu ăn na rộng nấy cháu na đâm hồ mấy đấy lai hồ đeo cục ăn tâm nấy đã bơi thông xin lên xếp tham lần lộc nấy thêm hiệu quả lai câu hết ba măn kiên lâm xây máy bay mà bay hết măn thoáng phòng chống bệnh dịch hết măn áp dụng khoa học kỹ thuật sau cuộc đời về phòng chống bệnh dịch nên ba măn mấy bể thai nơi bê bệnh dịch ao mà đấy xiên thang Sa Văn Đôn, mấy cháu diện tích na, dậu tên ton, nà bê chúng, mấy năm hồ đáy, cục đề án tái cơ cấu nga cục nà, cháu diện tích nấy, đáy ủy ban nhân dân sơ, tạo điều kiện hay ăn cục nà, chuyển đuổi cả mô hình của tằm sưng pa. Lộc ấm cục, chị mây cấy lan, bầu dần đăng ký chuyển đuổi, đều cục mô hình, sưng pa kết hợp con sưng cạy bệt. Tá cấy lan lộc đâu, lăng thời gian nhận thêm mô hình sông pa ao mà đến xiên thang lai lan dầu đề bán đá bội xẻn ọc cột tằm sông pa lần lộc nấy đăng ai xếp bay cục cạ sơ chuyển đuổi đáy ấy ngây xếp hệt ta nà chúng đam hô mấy ao mà đến xiên thang cạ cục cháu mô hình cục kiến mọ hợp có điều kiện cỡ lời dầu khẩn sơ những cái hộ hiện nay đang canh tác cái ruộng lầy thụt sâu chua cấy lúa là kém hiệu quả thì được đảng ủy ủy ban dân quan tâm
hướng dẫn cháu lan đang đam cháu ăn na mắn bê lôm tôm ăn thốm sư xa sẽ quan tâm thảo tơi cộng về chuyển đuổi cả sân ba xa sẽ thường xuyên khảo cháu lan hồng về tham gia cho lớp tập huấn mà sân ba dậu cấp phiên cấp thế đều cháu lan đấy mà nắm đáy quy trình sống chăm sóc phòng soi bệnh hết ba đều đảm bảo hệ tục ba mắn xanh mấy bê bệnh dịch ao ma đến giết hàng cho đến khi cá thịt là đảm bảo là cá sạch không dịch bệnh và có năng suất hiệu quả cao. Thì có một số cái ruộng mà lầy thụt nó. Còn mô hình sừng pa, sư phòng nông nghiệp sẽ đã phối hợp con cháu cơ quan chuyên môn đều chuyển giao khoa học kỹ thuật sau tập huấn kỹ thuật chăm sóc phòng bệnh hệ pa đá hong mà đá mây lai lan bội rèn ốc sừng pa kem lân hàng hóa. Ao ma sen hưng bạc mơn giặt bay mầy cháu lan đã bay hướng thoát thó sạo cục mầy mới để cho bà con có thể phát triển kinh tế cháu bay lân đều phát triển hiệu quả hơn mô hình sừng pa ven đoàn hung sẽ tiếp tục cục đa dạng hóa tú cụ sừng lân sừng cục đời phương châm tôm lây tú cụ hong ao hiệu quả kinh tế cục chăn mấy sừng kem phong trào gắn con đầu tư phát triển sau bảo vệ môi trường sinh thái, từng bước khoi bậc diện tích sân, bán thâm canh, sau thâm canh, đều, ao ma đầy xiết thang, khẩn giác đơn vị diện tích.